Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rồi mới sao đắc nhị màu. Trong ngày bất kỳ có tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng, hồi tỏa những lan nghiệp nhị màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Những Điều Bồ Tát Hải Ý hỏi về pháp môn Tịnh Ấn. Quyển 7. Phật báo. Lại nữa Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử, ví như Y Vương Kỳ Bà, xem khắp tất cả cỏ cây trên mặt đất, không có loại nào chẳng phải là thuốc. Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng giống như thế, quán tất cả pháp đều là bồ đề. Xá Lợi Tử, ví như vua Atula hầu, tuy có thế lực nhưng đối với mặt trời mặt trăng không thể làm chướng ngại được. Tất cả chúng ma cũng giống như thế, tuy có thế lực nhưng đối với đạo bồ đề, chỗ siêng năng tinh tấn tu tập của bồ tát thì chúng không thể làm chướng ngại được. Xá Lợi Tử, ví như cung điện của các chúng thiên tử ở cõi sắc nương vào hư không mà trụ, các chúng bồ tát tu hành hạnh sâu xa cũng là như thế. Giống như hư không, bình đẳng vô ngại, các pháp cũng vậy, ngang bằng với hư không. Như thế mới đắc quả vị chánh đạo chánh giác. Xá Lợi Tử, với như các đồ dùng ở thế gian, khi đã thành hình rồi thì tùy theo độ lớn nhỏ mà có lượng hư không ở trong ấy. Lượng hư không đó không tăng không giảm, Bồ Tát cũng là như thế. Tuy tu các lực thiện đã thành thục rồi, tùy theo độ sâu cạn mà có thể thọ nhận pháp Phật, pháp Phật ấy không tăng không giảm. Xá Lợi Tử, với như lực sĩ đem hết sức mình dương cung bắn vào hư không, nhưng chẳng bao giờ tên có thể đến mức tận cùng của hư không. Bồ Tát cũng giống như thế, hết sức tin tưởng đối với pháp Phật phát sinh tên hiểu, nhưng không thể đạt đến giới hạn cuối cùng của pháp Phật. Xá Lợi Tử, với như ở đời khi đồ gốm nung chưa chín thì không thể thành đồ gốm hữu dụng. Bồ Tát cũng như thế, khi căn lành bồ đề chưa thành thục thì không thể được gọi là Bát La Mật. Xá Lợi Tử, những người được thấy chuyển luân thánh hương rồi lại không muốn nhìn vua cái nước nhỏ, Bồ Tát cũng như thế, được thấy đại pháp vương Như Lai rồi lại không muốn thấy các thanh văn chuyên giác. Xá Lợi Tử, ví như nước ở vết chân bò không thể sinh ra tất cả châu báu, giới thanh văn cũng giống như thế, không thể sinh ra Phật pháp tăng bảo. Xá Lợi Tử, với như biển lớn mới có thể sinh ra các châu báu kỳ diệu, Bồ Tát cũng như thế, nghe trong biển giới có thể sinh ra Phật pháp tăng bảo. Xá Lợi Tử, với như thái tử mới sinh không gọi là vua mà chẳng phải gọi không gọi là vua, Bồ Tát mới phát tâm cũng giống như thế, không gọi là Phật mà chẳng phải không gọi là Phật. Xá Lợi Tử, với như ngọc quá mà đây chưa trải qua mài dũa không ai ưa thích, Bồ Tát mới phát tâm tuy thuyết pháp nhưng chưa được vô ý cũng giống như thế. Xá Lợi Tử, nhân ngọc báu ma ni cũng đã trải qua mài dũa trong suốt sáng chói ai cũng ưa thích, Bồ Tát tu độ thắng hạnh cũng giống như thế, đạt được vô ý khéo nói pháp tất cả chúng sinh đều ưa thích. Xá Lợi Tử, như trong hồ sông hồ sinh loại báu nhỏ không nên coi thường, vì sao? Vì báu ấy tuy nhỏ nhưng nếu đem để trong phòng hoặc để trong tối thì ánh sáng có thể chiếu soi cùng khắp. Bồ Tát với phát tâm cũng giống như thế, cho xem thường họ. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy cho đắc bồ đề rồi, có thể phóng hào quang to lớn chiếu soi khắp tất cả cõi Phật. Xá Lợi Tử, với như ngọc báu đại mà đây vô giá, vô cùng kỳ diệu, lìa mọi trần cấu, Bồ Tát không thoái chuyển cũng giống như thế, lìa tâm kiêu mạn. Xá Lợi Tử, ở thế gian khi lúa chín, bông lúa rủ xuống, Bồ Tát cũng vậy, pháp thiện đã tu được viên mãn rồi, đối với các chúng sinh khiêm hạ không ngại. Xá Lợi Tử, với như thế gian khi kiếp hỏa bùng phát thì tất cả cỏ cây trên đại địa này bị đốt cháy không còn gì, Bồ Tát cũng giống như thế, nếu lửa trí đốt lên thì tất cả tập khí chủng tử phiền não đã bị đốt cháy tiêu tan, đã diệt hết rồi, sau đó mới chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại Xá Lợi Tử, với như có lửa hoặc nhỏ hoặc lớn đốt thiêu tam thiên thế giới, nhưng tánh của hư không vốn tự như thế, Bồ Tát cũng giống như thế, hoặc có Bồ Tát thành đẳng chánh giác hoặc không có Bồ Tát thành đẳng chánh giác thì tự tánh của tất cả pháp cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, cái ví dụ mà Như Lai đã nói đó có thể thâu giữ nơi các chúng Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát nghe nói như thế rồi phát sinh sự hiểu biết thù thắng thì tất cả những việc ví dụ ấy đều được thành tựu. Khi Phật giảng nói pháp nhận thức về các lãnh vực như thế, trong chúng hội có 24.000 người phát tâm bồ đề. Bây giờ Thế Tôn lặp lại bằng bài tụng:
Quả bồ đề tối thượng khó đắc, thâm diệu vô cấu, vô sở hữu. Người muốn viên mãn quả vị này, thì cho nên sinh tâm nghi hoặc. Trí tuệ tình diệu không hư giả, ánh sáng chân thật chiếu soi khắp. A trú trong diệu ấn vô cấu, bồ đề Phật ấy thường quán chiếu, tự tánh của tâm tịnh sáng trong. Đời trước đời sau cũng như thế, khi trong ý nghĩ nhiễm, ô phiền não, cho nên lìa xa ý so bền. Không người làm ra, không người tỏ, các pháp tự tại không chủ thể. Không ngã nhân nên nói vô ngã, như không, như mộng, như tự tánh. Thường quán pháp này chẳng thân nghiệp, chẳng ngữ, chẳng tâm chỗ phân biệt. Tự tánh vô vi không tưởng khác, thí dụ ngôn từ không thể nói. Như hư không, tự tánh thanh tịnh, chẳng phải sắc tướng không thể quán. Nhà nhĩ tỷ thức chẳng biết được, thiệt thân và ý cũng như vậy. Xa lìa không tướng, không vô tướng, không nương tĩnh lặng sáng như trăng. Chẳng phải chỗ hành của ý tâm, chẳng phải suy lường của thức tưởng, chẳng phải trí nghiệp có thể biết, thì làm sao thức tâm hiểu được. Do tâm Phật đại bi vô thượng, tạm mượn văn tự để thuyết pháp, chúng sinh nhờ thắng nghiệp đời trước cũng được thiện trí thức thâu giữ. Nhờ như thế khi nghe pháp rồi được vui vô cùng, không đắm chấp các vị, chẳng bị các ma tìm sơ hở, chẳng thể biết tâm và cảnh giới. Bất cứ làm gì và nghĩ gì, nghiệp ma ấy chẳng thể hơn được. Bồ Tát vượt thoát bốn ma rồi, như lý như giáo tu phước tuệ, khéo ăn trú cảnh giới chư Phật, là bậc tu bồ đề thuộc thắng. Chúng sinh không thể biết việc làm của bậc tu bồ đề thuộc thắng, tạm bày trong nhiều loại pháp môn, tùy theo từng tướng mà thuyết pháp. Như vậy các việc làm thế gian, các duyên nương nhau mà hòa hợp, đại trí hiểu rõ trong các hành, tùy chỗ tuyên thuyết không gián đoạn, và có chúng sinh nhiều tham nhiễm hoặc nhiều sân giận để biết rõ. Khi thấy phiền não sân bức bách, trong tánh si kia sinh tổn hại, các hành tướng thế gian như vậy, Bồ Tát tùy rõ có thể vào hành tướng sở duyên và duyên thành, tùy theo tướng ấy mà tuyên thuyết. Ví như lối dây bủa dân cấp, người đại trí sáng soi biết hết, có thể phá trừ các lối rồi, ra khỏi sở quán không chướng ngại. Bồ Tát dậm trí cũng như vậy, có thể vào tâm ý thế gian, làm cho phiền não thầy tiêu trừ, nếu hành cùng cấp không chướng ngại. Như ánh mặt trời không cần giúp, loài rắn độc cũng không bạn hữu. Sư tử gầm vang cũng như vậy, Bồ Tát tu hành không bạn giúp. Bồ Tát một mình không có ai, tích tập các pháp Phật tối thượng, sức mạnh tinh tấn đều tròn đầy, dập trừ các phiền não thế gian. Ví như có lửa gặp củi khô, sức cháy tùy chỗ càng thêm mạnh, trí tuệ Bồ Tát càng thêm sáng, có thể chiếu trừ các phiền não. Bây giờ Thế Tôn lại bảo Đại Bồ Tát hãy ý. Nếu Bồ Tát thường phát khởi tinh tấn, luôn nỗ lực giữ vững lòng mong muốn với chỗ khởi tinh tấn ấy, không hề ngừng nghỉ, thì Bồ Tát ấy chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột không khó. Vì sao này hãy ý? Bây giờ tinh tấn mới đắc Bồ Đề. Nếu người lười biếng đối với quả vị Bồ Đề đã xa, lại càng xa hơn. Người không lười biếng thường hành bố thí, người không lười biếng thường trì giới, người không lười biếng thường khởi tinh tấn, người không lười biếng thường tu thiền định, người không lười biếng thường tập trí tuệ, người không lười biếng thường hành tự lợi, người không lười biếng thường hành lợi tha. Vì duyên cơ ấy, ông nên nên biết, nếu Bồ Tát thường phát khởi tinh tấn, thì Bồ Tát ấy mới đắc quả vị giác ngộ cao tột không có. Này hãy ý, ta nhớ nghĩ trong đời quá khứ, từ vô số kiếp về trước, khi ấy có Phật xuất hiện thế gian, hiệu là dụng mạnh tinh tấn cũng đủ, tôn hiệu Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ đồ ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Thế giới tên là Thiện Kiến, kiếp ấy tên là Hoa Tích. Vì sao kiếp ấy tên là Hoa Tích? Này hãy ý, khi ấy tam thiên đại thiên thế giới nước lớn tràn ngập, trong nước lại xuất hiện 84.000 hoa sen to lớn, hoa ấy có vô số ức trăm ngàn cánh đẹp đẽ cả ấy, người xem đều vui thích. Bây giờ chúng trời tình cơ thấy hoa sen ấy rồi, đều sinh hoan hỷ mừng, tâm ý ưa thích đều nói thế này: nếu loại hoa sen to lớn ấy xuất hiện, thì nhất định sẽ có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện trong kiếp này không trống vắng. Có Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời giống như chất chứa bông hoa. Vì vậy kiếp này gọi là Hoa Tích, là do duyên gì mà thế giới kia gọi là Thiện Kiến.
Vì thế giới ấy rất đẹp đẽ, thanh tịnh, vô lượng, vô số chúng mọi thứ ở trong tất cả các cõi Phật Pháp mười phương đều cùng đi đến thế giới ấy để chiêm ngưỡng. Khi đang chiêm ngưỡng, tất cả đại chúng ở thế giới ấy đều đắc tam ma địa hỷ tướng, tất cả đều đầy đủ niềm vui dễ dịu. Vì cảnh quan của thế giới ấy hoàn toàn đẹp đẽ cho nên gọi là thiện kiến. Này hải ý, thế giới thiện kiến này do bảy báu tạo thành, có các cây báu và các lầu gác báu. Ánh sáng của các loại báu ấy chiếu tỏa cùng khắp. Thế giới ấy không có người nữ, không có việc thụ thai, mà hóa sinh từ hoa sen, người kiết già. Thế giới đó không có thừa nào khác. Các người tu hành chỉ trụ nơi đại thừa. Sự tự dụng của nhân chúng ở cõi này giống như trời đau xuất. Người muốn ăn uống thì đều được như ý, lại được thần thông diệu dụng, có thể đi trên hư không. Họ tinh tấn dụng mạnh ở trong pháp của Như Lai. Có 26 ức Bồ Tát xuất gia độ Bồ Tát đạo nhập chúng Bồ Tát, lại có vô lượng chúng tại gia tu hành đại thừa. Khi ấy vị Phật đó với các Bồ Tát tuyên thuyết pháp siêng năng tinh tấn. Phật dạy: Này các đại sĩ, nên siêng năng tinh tấn, luôn luôn kiên cố, hết sức chuyên cần, thiết tha, mong muốn, không hề ngần nghĩ. Này hãy ở trong pháp hội của các vị Phật đó, có một Bồ Tát tên là Kiên Cố Khải, từ chỗ ngồi đứng dậy thưa với Phật đó: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát thường phát tinh tấn, đã dùng pháp gì để giáo thọ các chúng Bồ Tát? Khi ấy Như Lai dũng mạnh tinh tấn bảo với Bồ Tát Kiên Cố Khải: Này Tỳ Nam, tinh tấn có bốn việc, có thể gồm tâu hết tất cả pháp thiện, những gì là bốn? Một, phát khởi; hai, siêng làm; ba, quán sát; bốn, tu hành. Bốn việc như thế có thể gồm tâu hết tất cả pháp thiện. Thế nào gọi là phát khởi? Thế nào gọi là siêng làm? Thế nào là quán sát? Thế nào là tu hành? Này thì nam, phát khởi là phát tâm đại bồ đề, siêng làm là tích tập tất cả thiện căn rộng khắp, quán sát là đối với tất cả chúng sinh làm việc lợi ích, tu hành là tu theo bất kỳ pháp nào đều trụ nó nhẫn. Phát khởi là siêng cầu đa văn, siêng làm là nói được như đã nghe, quán sát là tác ý sâu bền, tu hành là khởi chánh kiến bậc thánh, phát khởi là đình chỉ tâm tham, siêng làm là xả bỏ sở hữu, quán sát là có việc tốt đẹp, lợi ích đều chia sẻ cho tất cả chúng sinh, hồi hướng bồ đề, tu hành là công cầu quả báo. Phát khởi là làm chấn động âm thanh xả bỏ, siêng làm là đối với người đến cầu sinh, khởi tưởng như thiện trí thức, quán sát là đối với những cái đang tọa dụng, quán là vô thường, tu hành là cho rồi không thiết. Phát khởi là y pháp mà cầu các thứ vật dụng, siêng làm là tự nuôi dưỡng thân mạng bằng việc làm trong sạch, quán sát là thực hành bố thí chân thật, tu hành là khi bố thí không khởi phân biệt. Phát khởi là tẩy sạch sự cấu bẩn về giới, siêng làm là giới cấm không khuyết, quán sát là ngăn chặn chúng sinh phá giới, tu hành là tuy đủ giới đức nhưng không khởi phân biệt. Phát khởi là tâm nghiệp thanh tịnh, siêng làm là ngữ nghiệp thanh tịnh, quán sát là tâm nghiệp thanh tịnh, tu hành là các pháp thanh tịnh. Phát khởi là không chất chứa tâm sân giận, siêng làm là phát khởi sức nhẫn, quán sát là bảo hộ mình người, tu hành là tuy trụ nó nhẫn nhục chứ không khởi phân biệt. Phát khởi là người có sân giận đều khi hoan hỷ là được thanh tịnh, siêng làm là khiến các người sân giận hoan hỷ hòa hợp. Quán sát là nội tâm trong mát không có phiền muộn, tu hành là mình người đều vô sở đắc. Phát khởi là trừ bỏ lười biếng, siêng làm là ở nơi sức tinh tấn khéo chọn lựa, quán sát là cứu hộ các chúng sinh lười biếng, tu hành là tu theo pháp gì cũng trụ nơi nhẫn. Phát khởi là tích tập pháp thiện, siêng làm là thành tựu pháp thiện, quán sát là không thích thừa khác, tu hành là không hoại các nghiệp. Phát khởi là niệm, siêng hành là siêng làm là hành, quán sát là tuệ, tu hành là trụ. Phát khởi là lý, siêng làm là giáo, quán sát là cửa ngõ, tu hành là đạo xuất ly. Phát khởi là tích tập văn tự, siêng làm là văn nghĩa tổng trì, quán sát là hoặc thanh hoặc văn đều không đắm chấp, tu hành là hiểu rõ các pháp đều bất khả thuyết. Phát khởi là gần gũi bạn lành, siêng làm là xa lìa bạn ác, quán sát là đối với bạn lành, bạn ác đều khởi tâm bình đẳng, tu hành là luôn nhớ hành trì đúng như lời nói.
Phát khởi là khởi tâm xuất gia, siêng làm là đối với điều ưa thích hoặc không ưa thích đều quán bình đẳng. Quán sát là đối với tất bất cứ điều thiện nào đều ưa mong cầu. Tu hành là đắc trí hiện lượng. Phát khởi là ưa chỗ ở trống vắng, siêng làm là xa lìa nơi ồn ào. Quán sát là ưa ở chỗ thanh tịnh, tu hành là tu hạnh tịch tỉnh. Phát khởi là ít ham muốn, siêng làm là biết đủ. Quán sát là được niềm vui dây diệu, tu hành là biết thích nghi. Phát khởi là tu giới học tăng thượng, siêng làm là việc tu hành không tạp. Quán sát là tu tâm học tăng thượng, tu hành là tu tuệ học tăng thượng. Phát khởi là bố thí, siêng làm là ái ngữ. Quán sát là lợi hành, tu hành là đồng sự. Phát khởi là đại từ, siêng làm là đại bi. Quán sát là đại hỷ, tu hành là đại xả. Phát khởi là cõi nước thanh tịnh, siêng làm là tướng hảo viên mãn. Quán sát là hộ trì chánh pháp, tu hành là cứu độ chúng sinh. Phát khởi là hiệu rõ uẩn ma, siêng làm là vượt phiền não ma. Quán sát là xa lìa tử ma, tu hành là bãi dẹp thiên ma. Phát khởi là biết khổ, siêng làm là đoạn tập. Quán sát là tu đạo, tu hành là chứng diệt. Phát khởi là tu quán niệm thân, siêng làm là tu quán niệm thọ. Quán sát là tu quán niệm tâm, tu hành là tu quán niệm pháp. Phát khởi là niềm tin, siêng làm là tinh tấn. Quán sát là niệm định, tu hành là tuệ. Phát khởi là ngăn ngừa, giúp bỏ pháp bất thiện. Siêng làm là làm sinh khởi và viên mãn tất cả pháp thiện. Quán sát là hoặc thân hoặc tâm nhẹ nhàng tự tại, tu hành là đạt được thần túc vô gia hạnh. Phát khởi là tu bảy giác phần, siêng làm là hành tám chánh đạo. Quán sát là tu tập chỉ quán, tu hành là đắc minh giải thoát. Lại nữa, phát khởi là phát khởi các hạnh, siêng làm là biểu thị hạnh trong sạch. Quán sát là tâm được khen an, tu hành là trí tướng cảnh giới không chuyển. Lại nữa, hay ý Đức Như Lai dũng mãnh tinh tấn đó, bà với Bồ Tát kiên cố khải thì nam do tinh tấn nên thân tâm nhẹ nhàng, tức là tinh tấn này hoặc thân hoặc kiến đều xa lìa. Lại nữa, tinh tấn này có thể biết danh sắc, tinh tấn này có thể diệt ngã và sở kiến của ngã, tinh tấn này có thể cởi bỏ sự buộc ràng của thủ, tinh tấn này có thể trừ năm cái và tất cả phiền não hiện khởi, tinh tấn này có thể dứt việc làm ác và nghi hoặc, tinh tấn này phá các bệnh trói buộc, tinh tấn này có thể nỗ lực đoạn trừ các chướng, tinh tấn này xa lìa tăng thượng mạng, tinh tấn này siêu vượt tất cả chỗ nương tựa, chỗ vướng mắc, tinh tấn này lìa các mừng giận, tinh tấn này đối với vô minh hữu ái đều không nhiễm vướng, tinh tấn này đối với pháp tham sân đều không làm, tinh tấn này thường quán sát pháp si, tinh tấn này biết 12 pháp xứ trong ngoài, tinh tấn này hiểu rõ năm uẩn và 18 giới, xưa nay bất sinh, tinh tấn này tâm trụ tịch tỉnh, biến tịnh cận tịnh, tinh tấn này biết chắc các pháp đều chẳng thể nắm bắt được, tinh tấn này đối với tất cả pháp không chấp thụ hai tướng, tinh tấn này biết rõ pháp tánh xưa nay thường trụ, tinh tấn này biết tất cả pháp không đến không đi, tinh tấn này biết tất cả pháp không thủ không xả, tinh tấn này biết tất cả pháp không tạo tác không ngừng nghỉ, tinh tấn này biết tất cả pháp không cao không thấp, tinh tấn này biết tất cả pháp không xuất không nhập, tinh tấn này biết tất cả pháp không trói không mở, tinh tấn này biết tất cả pháp không siêng không lười, tinh tấn này biết tất cả pháp không phóng túng, không không phóng túng, tinh tấn này biết tất cả pháp không chủ thể tạo tác, không đối tượng tạo tác. Tinh tấn này biết tất cả pháp không quán, không không quán. Tinh tấn này biết tất cả pháp không chấm dứt, không bừng phát. Tinh tấn này biết tất cả pháp không được bảo hộ, không không bảo hộ. Tinh tấn này biết tất cả pháp không tụ không tan. Này hãy ý, lúc Như Lai dùng mạnh tinh tấn đó với các Bồ Tát nói pháp siêng năng tinh tấn như thế, trong chúng hội có một vạn người đắc pháp nhẫn vô sinh. Bồ Tát kiên cố khải ở chỗ Phật đó được nghe pháp tinh tấn như thế rồi, là phát khởi tinh tấn giúp cầu pháp thiện. Tinh tấn như thế thường không ngừng nghỉ, trải qua hàng ức năm, qua số ấy rồi sẽ mới đắc nhẫn, nhu thuận. Tinh tấn cần cầu pháp thiện như thế, trải qua thời gian như thế, thọ họ liền tịch diệt. Diệt rồi trở lại trước Như Lai ấy hóa sinh,
và nghe thọ chánh pháp được tuyên thuyết ở hội đại tập, lại tinh tấn cần cầu phát thiện. Này hãy ý, Bồ Tát kiên cố khải vì dân cơ ấy đã qua thời gian như thế, gần gũi cùng cấp 84.000 Phật ở trong kiếp hoa tích, phát khởi tinh tấn xin cầu phát thiện, đã qua thời gian như thế xin nên tu hành tất cả pháp. Này hãy ý, ông nay chớ sinh niệm nghi ngờ, Bồ Tát kiên cố khải bấy giờ đâu phải người nào xa lạ, chính là thân ta. Xưa kia ta từng trải qua nhiều phần vị Bồ Tát, từ bỏ sinh tử xin cầu Bồ Đề, cho nên đến nay ta được thành chánh giác, hành lớn tinh tấn, trải qua gian khổ dạng dày, để nào hạng chúng sinh lười biếng trong thế gian khởi tinh tấn yếu kém mà có thể đạt được quả vị Bồ Đề. Này hãy ý, nếu các chúng sinh ở trong pháp của ta luôn phát khởi tinh tấn thì liền được thanh tịnh, chứ chẳng phải lười biếng mà được thành tựu. Vì duyên cơ ấy nên ngươi nên biết, những người tinh tấn không buông thả thì đắc Bồ Đề. Ngay khi Phật dạy nói pháp tinh tấn đã hành trong quá khứ như thế, trong pháp hội có 5.000 Bồ Tát đắc pháp nhẫn vô sinh, 7.000 thiên nhân phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh những điều Bồ Tát hãy ý hỏi về pháp môn tịnh ấn quyển 8. Bây giờ Thế Tôn lặp lại bằng bài tụng: ta nhớ quá khứ Phật xuất thế, hiệu ngài là dùng mạnh tinh tấn, kiếp tên hoa tích cần quán biết, thế giới tối thượng tên thiện kiến, 48.000 hoa sen hiện, con Phật ra đời trong kiếp ấy, thế giới giống như trời đâu xuất, nhu cầu ăn uống đều như ý, không có người nữ không mang thai, chúng sinh hóa sinh đều đẹp đẽ, cũng là chẳng tu thừa nào khác, Bồ Tát đều trụ pháp đại thừa, chúng Bồ Tát từ mười phương đến, ở thế giới ấy khéo quán biết, đều đạt môn diệu định hỷ tướng, tạ hưởng pháp lạc chưa từng có. Có 26 câu chi Bồ Tát là chúng trang nghiêm đáng lưỡng túc, có số trời người đều nhiều hơn vậy, đều an trú Phật thừa tối thượng, trí đức Phật ấy rộng như biển, luôn luôn tuyên tuyết môn tinh tấn, có Bồ Tát tên Kiên Cố Khải. Mở lời tôi hỏi Phật nghĩa này: nếu muốn an trú lực tinh tấn, Bồ Tát tu tinh tấn thế nào? Xin Phật vì con nói nghĩa này, trụ trong pháp ấy con tu hành. Đại pháp chủ kia biết ý rồi, về họ khuyến phát đức tinh tấn, khởi siêng năng làm hạnh tương ưng, thường trụ cho quán sát tu hành. Phát khởi ý nghĩa là tâm Bồ Đề, siêng làm là thành tựu phát thiện, quán sát là lợi ích chúng sinh, tu hành là pháp nào cũng nhẫn. Phát khởi là cung kính nghe nhận, siêng làm là tuyên nói sáng tỏ, quán sát là tất ý so bền, tu hành là khởi chánh kiến thánh. Phát khởi là tẩy trừ sang cấu, siêng làm là xả bỏ sở hữu, đủ tâm Bồ Đề là quán sát, tu hành là làm không cầu báo. Phát khởi là làm văn hạnh xả, thương người hành cất là siêng làm, quán sát quán thọ dụng vô thường, tu hành là cho rồi không tiếc. Đương pháp làm theo là phát khởi, lương thiện tự sống là siêng làm, chân thật bố thí là quán sát, tu hành bố thí không phân biệt. Phát khởi phát trừ bẩn phá giới, giới cấm không khuyết là siêng làm, quán sát hộ trì người phá giới, tu hành trọn giới không phân biệt. Phát khởi là tăng nghiệp thanh tịnh, siêng làm là có nghiệp thanh tịnh, quán sát là tâm nghiệp thanh tịnh, tu hành là các pháp thanh tịnh. Không nuôi dưỡng sân là phát khởi, xuất nhận hiện hành là siêng làm, giới dành tự tha là quán sát, nhận không phân biệt là tu hành. Phát khởi là làm sạch người sân, siêng làm là không xa lì họ, quán sát là nội tâm thanh tịnh, tu hành mình người vô sở đắc. Dứt cấu lười biếng là phát khởi, chọn sức tinh tấn là siêng làm, giúp người lười biếng là quán sát, tu hành là tùy pháp trụ nhẫn. Phát khởi là cho nhóm pháp lành, siêng làm là thành tựu pháp thiện, quán sát là không ưa người thừa khác, tu hành là không hoại nghiệp báo. Hiệu đồ chánh niệm là phát khởi, ngồi nhập pháp hành là siêng làm, khéo hộ chánh tuệ là quán sát, đa trú bền chắc là tu hành. Phát khởi sửa đổi siêng làm dạy, quán sát là các pháp môn ấy, tu hành là biết đạo xuất ly, phương tiện thiện quyền phát tinh tấn. Phát khởi nghĩa là văn tổng trì, siêng làm là khéo tuyên thuyết nghĩa, không chấp âm thanh là quán sát,
Tu hành hiệu pháp bất khả thuyết, gần gũi thiện hữu là phát khởi. Xa lìa bản ác là siêng làm. Quán tánh thiện ác là quán sát. Trì niệm các pháp là tu hành. Xuất gia trong pháp là phát khởi. Bỏ ái phi ái là siêng làm. Mong cầu pháp thiện là quán sát. Nơi pháp không chướng là tu hành. Phát khởi là thích ở đồng vắng. Siêng làm là xa chốn ồn ào. Quán sát là ưa ở tĩnh lặng. Tu hành là tu hành tịch tỉnh. Tiểu dục khéo nói là phát khởi. Hoan hỷ biết phận là siêng làm. Thọ được diệu lạc là quán sát. Biết chỗ ấn lượng là tu hành. Phát khởi là giới học tăng thượng. Siêng làm là việc tu không tạp. Quán sát là tâm hợp tăng thượng. Tu hành là tuệ học tăng thượng. Bố thí trì giới là phát khởi. Nhẫn nhục tinh tấn là siêng làm. Thiền định trí tuệ là quán sát. Khởi trí phương tiện là tu hành. Bố thí tài pháp là phát khởi. Án ngữ có nghĩa là siêng làm. Lời hành có nghĩa là quán sát. Đồng sự là chân thật tu hành. Phát khởi là viên mãn đại từ. Siêng làm là đầy đủ đại bi. Quán sát là bởi pháp đại hỷ. Tu hành tức là trí đại xả. Phát khởi là làm sạch cõi Phật. Siêng làm là viên mãn tướng tốt. Quán sát là hộ trì chánh pháp. Tu hành là độ thoát chúng sinh. Không chấp uẩn ma là phát khởi. Thoát phiền não ma là siêng làm. Thu phục tự ma là quán sát. Dẹp trừ thiên ma là tu hành. Hiểu rõ khổ quả là phát khởi. Không tham ái dục là siêng làm. Tu đạo đức là cửa quán sát. Trụ trí tịch diệt là tu hành. Phát khởi là lìa thân niệm xứ. Siêng làm là quán thọ niệm xứ. Quán sát là quán tâm niệm xứ. Tu hành là quán pháp niệm xứ. Phát khởi nghĩa là tính căn lực. Siêng làm nghĩa là tấn căn lực. Quán sát là niệm định căn lực. Tu hành tức là tuệ căn lực. Phòng trừ bất thiện là phát khởi. Không hoại pháp thiện là siêng làm. Thân tâm nhẹ nhàng là quán sát. Tu hành trí khởi bốn thần túc. Phát khởi là tu bảy giác phần. Siêng làm là hành tám chánh đạo. Quán sát là tu tập chỉ quán. Tu hành là giải thoát chân thật. Phát khởi siêng làm khởi các hành. Tâm được nhẹ nhàng là quán sát. Trong cảnh giới các tướng không chuyển. Đấy gọi là tu hành an trú. Hoặc thân hoặc tâm được khanh an. Nơi kiến nơi nhân phải xuất ly. Trong ấy nếu hiểu rõ danh sắc. Chư Thánh khen ngợi là tinh tấn. Nếu diệt được ngã và ngã sở. Là cởi bỏ tất cả trói buộc. Năm cái hiện rõ đều chất sạch. Ác tác nghi hoặc đều đoạn diệt. Có thể phá các bệnh kết xử. Sắc ấy trừ chướng hết ngăn che. Mạng và quá mạng dứt trừ hết. Diệt này đều do sức tinh tấn. Trừ bỏ tất cả tướng các cõi. Ngừng nghĩ tất cả các hí luận. Đoạn diệt tất cả nhân phiền não. Người trí ngợi khen tinh tấn này. Nghe xong công đức tinh tấn rồi. Ngợi khen dũng mãnh cùng tinh tấn. 10.000 Bồ Tát ở trong hội đều đạt được pháp nhẫn vô sinh. Như là Thích Ca trong hội này. Với các Bồ Tát rộng tuyên tuyết. Nghe nói tinh tấn trước khi hành. 5.000 Bồ Tát nhẫn thanh tịnh. Lại có thiên nhân Atula và Khẩn Đa La các hội chúng. Bây giờ trong hội có 100.000. Phát tâm Bồ Đề khéo an trú. Xưa ta tên là Kiên Cố Khải. Đắc quả Bồ Tát nhẫn tối thượng. Sao bỏ thân mạng tinh tấn tu. Qua thời gian dài không biến trễ. Gần gũi 84.000 Phật. Sẽ bỏ thân mình để phụng sự hầu hạ chư Phật trong một kiếp. Đã qua vô số địa Bồ Tát. Bây giờ Đại Phạm Thiên Vương Đại Bi Tư Duy thưa với Bồ Tát Hải Ý. Thưa Đại Sĩ, Pháp Phật có những ý nghĩa gì? Bồ Tát Hải Ý đáp: Này Đại Phạm, ở đây nói Pháp Phật tức là nghĩa của tất cả Pháp. Vì sao? Vì Như Lai không tướng phân biệt, như thật chứng đắc Bồ Đề. Tướng vô phân biệt tức là tướng bình đẳng của tất cả Pháp. Như Lai ở trong đó chân thật chứng đắc Bồ Đề. Này Đại Phạm, đã hiểu rõ tất cả Pháp bình đẳng tức là Bồ Đề. Nên ở đây nói tất cả Pháp tức là Pháp Phật. Nếu tất cả Pháp như thế tức là Pháp Phật, thì tự tánh của tất cả Pháp cũng như thế.
Đó là tự tánh Pháp Phật. Vì lìa tất cả Pháp, nên biết Pháp Phật cũng lìa. Vì tất cả Pháp không, nên biết Pháp Phật cũng không. Này đại phạm, tất cả Pháp là duyên sinh. Nó có thể hiểu rõ các Pháp duyên sinh, tức là Bồ Đề. Như Đức Như Lai, đối với tất cả Pháp thấy như thế, nó đối với Pháp Phật cũng thấy như thế. Phạm Thiên thưa, thưa đại sĩ, hay chẳng phải Pháp Phật vừa trên ba cõi sao? Bồ Tát đáp, này đại phạm, tự tánh của ba cõi tức là Pháp Phật. Vì sao, này đại phạm? Vì trong tướng bình đẳng của Pháp Phật không có cao thấp, giống như hư không, cũng không cao thấp. Pháp Phật cũng như vậy, giống như hư không, không cao, không thấp. Này đại phạm, tất cả Pháp cũng vậy, tự tánh không bình đẳng, không cao, không thấp. Này đại phạm, nếu thì nam thì nữ nào muốn biết Pháp Phật, thì nên nhận biết như thế. Nhưng đối với cái biết đó, chỉ là phương tiện, không nên chấp trước. Lại nữa đại phạm, Pháp Phật không phương hướng, không xứ sở, không sinh, không diệt. Chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng. Nên không có sắc hiển hiện, chẳng có hình tướng, nên không sắc không hình. Vì không hình hiển sắc nên vô tướng. Này đại phạm, nghĩa vô tướng tức là nghĩa Pháp Phật. Nghĩa Pháp Phật thì không rơi vào của nghĩa. Không rơi vào của nghĩa tức là nghĩa vắng lặng. Nghĩa vắng lặng tức là nghĩa ly. Nghĩa ly tức là nghĩa không. Nghĩa không tức là nghĩa không ràng buộc. Nghĩa không ràng buộc tức là nghĩa thật tánh. Nghĩa thật tánh tức là nghĩa chân như. Nghĩa chân như tức là nghĩa của cánh bất sinh. Nghĩa bất sinh tức là nghĩa bất diệt. Nghĩa bất diệt tức là nghĩa không trụ xứ. Bây giờ Bồ Tát hãy lặp lại bằng bài tụng. Nói là nghĩa vô tướng, là nghĩa tánh Pháp Phật. Nói nghĩa Pháp Phật ấy, không rơi vào của nghĩa, không rơi nghĩa tịch tỉnh. Tịch tỉnh là nghĩa ly. Nghĩa ly tức nghĩa không. Nghĩa không là không chấp. Không chấp là thật tánh. Thật tánh là chân như. Chân như tức cứu cánh. Nghĩa bất sinh bất diệt. Bất diệt nghĩa vô sở. Nghĩa pháp trụ như thế. Như chỗ trụ pháp giới, các pháp trụ cũng vậy. Như chỗ các pháp trụ, Pháp Phật trụ cũng vậy. Như chỗ không pháp trụ, pháp sinh diệt cũng vậy. Không chấp nghĩa các pháp. Trụ chân như không khác. Pháp thanh văn chuyên giác cũng tùy trụ bình đẳng. Trụ pháp chỗ như vậy, Pháp Phật màu vô thượng, không phương hướng xứ sở. Nên ăn trú Pháp Phật, cho ở trong sinh diệt, tùy quán các Pháp Phật. Chẳng hiện hình sắc, không pháp nhỏ khả đắc, không hình cũng không tướng, mà sáng tỏ Pháp Phật. Như tự tánh các Pháp, Pháp Phật cũng như thế. Nói về bình đẳng này, không tướng không sai biệt. Cầu Pháp Phật như thế, cầu các Pháp cũng vậy. Nếu Pháp không sở đắc, tức là không phân biệt. Phật và Pháp chư Phật, tất cả Pháp đều vậy. Đại thiên ở đạo tràng, đắc chánh Pháp bình đẳng. Phật và Pháp chư Phật, ở đạo tràng quán sát. Nói về Pháp Phật ấy, bình đẳng nên thường còn, bình đẳng không cao thấp. Như hư không thanh tịnh, như Phật và trí Phật, Phật kia nói thế này. Các Pháp do duyên sinh. Tự tánh không sở hữu. Nếu tự tánh không có, không pháp nhỏ nào sinh. Thực tế nếu biết vậy, thế gian không biên vật. Trong giới hạn khởi ý, khởi trí, tùy chuyển tất cả pháp gọi là pháp quá khứ. Và pháp vị lai kia đều là pháp hiện tại, đó là pháp chư Phật. Như vậy trong ba thời, trí Phật không chấp trước. Do trí không chấp trước, nên Mâu Ni nói pháp gọi là 10 lực Phật và 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng, pháp công đức của Phật, trong đó gồm thâu hết tất cả pháp hiện hữu. Tất cả pháp như thế, tức là các pháp Phật. Đại Phạm Thiên Chúa Đại Bi Tư Duy lại thưa với Bồ Tát Hải Ý, thưa đại sĩ, đối với pháp như thế, đại sĩ làm sao thấy được? Bồ Tát đáp, này đại phạm, pháp Phật có đôi vào sắc chăng? Phạm Thiên đáp, không. Bồ Tát nói, nếu Pháp chẳng phải sắc thì chẳng thể thấy, nếu không đối ngại, tức là không hiện rõ, thì làm sao có cái thấy ở trong đó? Phạm Thiên thưa không, thưa Đại Bồ Tát,
Bồ Tát Hải Ý nói, nay đại phạm, đại pháp Phật không thể thấy, thì tất cả pháp cũng vậy. Vì sao? Vì pháp vốn không hai. Pháp không hai này, tức là tất cả pháp. Nay đại phạm, nếu pháp có thể thấy được tất pháp ấy có tướng, nghĩa là dùng sự không phân biệt để có thể thấy pháp Phật không phân biệt. Nếu thấy đúng như thế thì đó chính là pháp Phật. Nếu thấy pháp Phật như thế thì đó là thấy đúng. Phạm Thiên thưa, thưa Đại Bồ Tát, nếu như thế thì đối với tất cả pháp Như Lai không thấy. Bồ Tát đáp, nếu Như Lai đối với pháp Phật có cái để thấy, tức là Như Lai với và các pháp Phật thật có định tính, có thể nắm bắt. Đại Phạm thưa, thưa Bồ Tát, đúng như vậy thì pháp Phật không có sao? Bồ Tát đáp, này Đại Phạm, nếu pháp không có tánh cố định chân thật, thì trong đó có hay không đều bất khả thuyết. Nếu pháp chẳng phải có hay không thì nó không có cái để thấy, sở kiến. Phạm Thiên thưa, nếu vậy thì do duyên cớ gì để ở trong hội này Thế Tôn thuyết pháp Phật? Bồ Tát đáp, này Đại Phạm, như nói hư không, chẳng phải hư không kia có tánh cố định chân thật, pháp Phật cũng giống như thế. Ở đây nói Phật pháp, chẳng phải pháp Phật kia có tánh cố định chân thật. Phạm Thiên khen, hy hữu thay, thưa Bồ Tát, nếu Bồ Tát mới phát tâm nghe nói điều này rồi mà không sinh kinh sợ, thì Bồ Tát ấy ở trong pháp Phật đã mang áo giáp kiên cố. Bồ Tát nói, này Đại Phạm, nói chúng sinh nào được Phật gia trì rồi phát tâm Bồ Đề thì nghe nói pháp Phật sâu xa này sẽ không sinh sợ hãi. Lời nói này Đại Phạm, chúng sinh nào có thủ có chấp thì liền sinh sợ hãi, còn chúng sinh nào không thủ không chấp thì không sinh sợ hãi. Chúng sinh nào có nương tựa có buộc ràng thì liền sinh sợ hãi, còn chúng sinh nào không nương tựa không buộc ràng thì không sinh sợ hãi. Chúng sinh nào có ngã về sở kiến của ngã thì liền sinh sợ hãi. Còn chúng sinh nào liền ngã và sở kiến của ngã thì không sinh sợ hãi. Đại Phạm thưa, từ Bồ Tát, Bồ Tát có nhiều loại năng lực, nếu các Bồ Tát có đủ năng lực đó thì ở trong pháp Phật sâu xa như thế không sinh sợ hãi. Bồ Tát đáp, này Đại Phạm, các Bồ Tát có 8 loại năng lực, nếu các Bồ Tát nào có đủ năng lực ấy thì ở trong pháp Phật sâu xa như thế mới không sinh sợ hãi. Những gì là 8? 1. Lực tin không chướng ngại, nên đối với các pháp Phật phát sinh sự hiểu biết thù thắng. 2. Lực thiện tri thức, do sự tôn trọng phát sinh, vì thành ý nghe theo lời tôn sư. 3. Lực tuệ, do đa văn phát sinh, vì pháp xuất thế gian đều viên mãn. 4. Thừa lực sự, do phước hạnh phát sinh, vì vô lượng phước hạnh đều viên mãn. 5. Lực trí do tác ý sâu bền phát sinh, vì phá diệt các ma. 6. Lực đại bi do đại từ phát sinh, vì ở nơi không ngã pháp liền nghi hoặc. 7. Lực khéo tư duy do an định phát sinh, vì không quên mất tâm Bồ Đề. 8. Lực nhẫn do không tin pháp nào khác phát sinh, vì đạt được pháp nhẫn vô sinh mầu nhiệm. Này Đại Phạm, đó là 8 loại năng lực thù thắng của Bồ Tát. Đó là Bồ Tát nào có đủ những năng lực ấy thì có thể ở trong pháp Phật sâu xa mà không sinh sợ hãi. Bây giờ Đức Thế Tôn khen Đại Bồ Tát Hải Ý, hay thay hay thay Hải Ý, ông khéo giải nói 8 năng lực này của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát đầy đủ những năng lực đó thì có thể ở trong pháp Phật sâu xa không sinh sợ hãi. Là nữa ở trong pháp Phật tùy theo pháp đã nghe không sinh sợ hãi. Này Hải Ý, nên biết các âm thanh thuyết pháp đều là phân biệt. Nếu ở trong thắng nghĩa đế của Bồ Đề thì không thể thuyết. Vì sao? Vì thắng nghĩa đế ấy chẳng phải ngữ ngôn, chẳng phải diễn đạt, cũng chẳng phải niệu hành của văn tự tích tập, lại càng chẳng phải tâm và tâm sở pháp có thể chuyển, huống là niệu hành của văn tự. Này hãy ý, như chỗ ông quán sát, pháp chư Phật Thế Tôn đã nói chỉ là đại bi chuyển của tất cả chúng sinh không thể nghĩ bàn, mới ở trong pháp sâu xa như thế thành ở trong pháp không văn tự, không ngữ ngôn, không ghi chép, không diễn đạt, vì chúng sinh và Bồ Đạt Nhà La khác mà mượn văn tự kiến lập tuyên thuyết. Này hãy ý, ví như có người biết hư không này chẳng có sắc tướng nên không thể thấy, chẳng gì ngăn trở nên không hiện rõ, nhưng trong hư không hiện đủ loại các loại sắc tướng, hình tượng, màu sắc rực rỡ,
như voi ngựa xe cổ trời rồng dạ soát cả thất bại. Này hãy để ý ông thì sao, người kia làm ra những thứ ấy có khó không? Bồ Tát hãy ý thưa Bạch Thế Tôn, người kia làm ra những thứ ấy vô cùng khó khăn. Phật nói, này hãy ý, chư Phật Thế Tôn lại càng khó khăn hơn người ấy. Vì sao? Do trong pháp bất khả thuyết, ta chứng nhắc rồi. Mượn ngôn thuyết và chúng sinh về các Bồ Đạt Già La Khác kiến lập tuyên thuyết, bởi vì ở trong nghĩa bất khả thuyết, biết rõ như thật nên chư Phật có thể làm được việc khó làm. Này hãy ý, nếu lại có người ở trong pháp Phật sâu xa này, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng sinh khiếp đảm, thì nên biết người ấy đã ở đời Phật quá khứ trong sâu căn lành, tu các thắng hạnh. Vì vậy ở trong pháp Phật sâu xa này không sinh sợ hãi. Lại nữa, nếu có người đối với kinh điển sâu xa là pháp tất cả thế gian khó tin khó hiểu, mà biết rõ như thật, tòa trì độc tụng đồng vì mọi người nói, thì nên biết người ấy có thể giữ gìn tất cả pháp tạng của Như Lai, có thể giữ gìn tất cả các phần pháp thiện của chúng sinh. Lại nữa, hãy nếu có Bồ Tát được chân được Phật nhãn soi chiếu, thì có thể ở trong vô lượng cõi Phật chứa đầy cho báu dùng để cúng dường cái đấng Như Lai ấy, bố thí rộng khắp, thì theo ý ông như thế nào? Vì Bồ Tát ấy cho chuyện có này được phước nhiều chăng? Hãy ý bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thể rất nhiều, phước ấy vô lượng vô số, cho đến cũng không thể ví dụ được. Phật nói, này hãy ý, nên ta nói rộng nói với ông nên biết, nếu có Bồ Tát có thể ở trong pháp của Như Lai khéo léo giữ gìn, khiến hạt giống tam bảo không đoạn không tuyệt, thì đối với các chúng sinh không bỏ đại bi, đối với kinh điển sâu xa như thế, ở trong pháp đại trí của Như Lai có thể biết rõ rồi thọ trì độc tụng, huống là trong ấy như lý tu hành, thì phước đức Bồ Tát này đạt được nhiều hơn phước đức trước. Vì sao? Vì nếu bố thí và của cải thì chỉ có thế gian ưa thích, còn người bố thí pháp thì việc này vượt lên trên tất cả thế gian. Lại nữa, này hãy ý, nếu Bồ Tát nào có thể hộ trì chánh pháp thì Bồ Tát ấy được bốn thứ thâu nhận: một, được Phật thâu nhận; hai, được trời thâu nhận; ba, được phước thâu nhận; bốn, được trí thâu nhận. Các Bồ Tát được Phật thâu nhận thì sẽ được bốn pháp, bốn loại pháp thừa thắng. Những gì là bốn? Một, thường được gần gũi chiêm ngưỡng Như Lai; hai, tất cả mê không tìm thấy chỗ sơ hở; ba, được môn đà là ni vô tận; bốn, mau đủ thần lực trụ quả vị không thoái chuyển. Này hãy ý, các Bồ Tát được Phật thâu nhận thì đạt được bốn loại pháp tối thắng như thế. Còn các Bồ Tát được trời thâu nhận thì sẽ được bốn thứ thanh tịnh. Những gì là bốn? Một, do thần lực của chúng trời khiến chúng hội Bồ Tát thanh tịnh; hai, khiến cho người nghe nhận chánh pháp chuyên chú nhất tâm; ba, trừ bỏ tất cả chúng ngoại ma; bốn, do oai thần của trời có thể khiến cho tất cả đều thanh tịnh, đều được tịnh tâm. Này hãy ý, các Bồ Tát được trời thâu nhận đạt được bốn thứ thanh tịnh như vậy. Còn các Bồ Tát được phước thâu nhận thì sẽ đạt được bốn thứ tướng trang nghiêm. Những gì là bốn? Một, thân trang nghiêm, nghĩa là tướng hiệu viên mãn; hai, ngôn ngữ trang nghiêm, nghĩa là vượt lên trên âm thanh ngữ ngôn của tất cả chúng sinh; ba, quốc độ trang nghiêm, nghĩa là các việc làm đều sáng tỏ; bốn, chỗ sinh ra trang nghiêm, nghĩa là sinh ra ở các nơi như là phạm thiện để thích hộ thế thiên. Này hãy ý, các Bồ Tát được phước thâu nhận đạt được bốn loại trang nghiêm như thế. Còn các Bồ Tát nếu được trí thâu nhận thì sẽ được bốn thứ pháp chiếu sáng. Những gì là bốn? Một, chiếu sáng căn tánh của tất cả chúng sinh đúng như chỗ thích ứng của họ mà nói pháp; hai, chiếu sáng tất cả bệnh phiền não cho nhóm pháp dược tùy bệnh trị liệu; ba, chiếu sáng thần lực đều có thể đến khắp các cõi Phật khác; bốn, chiếu sáng pháp giới như thật hiểu rõ tất cả pháp. Này hãy ý, các Bồ Tát được trí thâu giữ đạt được bốn sự chiếu sáng như thế. Vì để ấy, Đại Bồ Tát muốn được pháp công đức khen ngợi sự tối dưỡng như thế, cần phải siêng năng hộ trì chánh pháp. Nếu các Bồ Tát luôn siêng năng hộ trì chánh pháp thì sẽ đạt được vô lượng công đức tối thắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hải Nhi Pháp Môn Tịnh Ấn Quyển 8. Quyền đem công đức này hồi hướng với cấp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.